Những ngày qua, bãi biển Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng đông nghẹt người, nhiều gia đình đưa con cái đến đây để vui chơi, tắm biển, giải nhiệt. Theo ghi nhận của phóng viên, người dân cùng du khách đi tắm biển đông nhất vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Các hàng quán dọc bãi biển bắt đầu tấp nập khách trở lại. Trước tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt tại thành phố Đà Nẵng, hầu hết mọi người đều cảm thấy yên tâm khi vui chơi ngoài biển. Nói là trước đây là cũng là hết dịch nhưng mà anh rất là hạn chế vì có nhà có con dạy nên cái sự mà tụ tập đông người anh rất là dè dặt, nhưng mà đến thời điểm này anh nghĩ là cái sự mà kiểm soát dịch của nước mình thấy cũng rất là tốt. Cái thứ hai chính quyền này cũng rất là chặt chẽ trong việc mà kiểm soát dịch nên là hôm nay anh yên tâm. Muốn thì anh là người đi tắm biển thường xuyên mà cũng muốn đưa gia đình quay lại để hướng lại không khí cho nó thoải mái. Thứ hai là không khí đang dần nóng vô mùa hè rồi, ta cũng muốn có sự trải nghiệm tốt hơn. Nhằm thu hút khách du lịch đến với thành phố Đà Nẵng vào năm 2021 và phát huy các nguồn lực du lịch sẵn có, thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn để kích cầu du lịch. Thời gian qua, lượng du khách đến với Đà Nẵng bắt đầu có xu hướng tăng, phần lớn là khách đến từ các tỉnh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Bình. Được biết, hiện thành phố có khoảng 50% đơn vị kinh doanh du lịch đã hoạt động trở lại. Thời tiết ở Hà Nội hiện tại thì nó cũng đang mưa phùn nên cũng khá khó chịu ấy. Và đây thì thấy khá là dễ chịu, không bị nóng mà cũng không có mưa, thời tiết rất là đẹp. Em cũng sử dụng các cái combo du lịch kiểu giảm ưu đãi giảm giá, vé máy bay cũng khá là rẻ. Khách sạn cũng ở ngay đây, 4 sao cũng rất là rẻ, khá là hợp với túi tiền của sinh viên. Thời gian tới, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ triển khai hàng loạt giải pháp trọng tâm, góp phần đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Đồng thời, tăng cường quảng bá hình ảnh biển Đà Nẵng đến các sự kiện trong nước và quốc tế, nhằm khôi phục thị trường du lịch biển lớn nhất miền Trung. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.